Rồi thì hôm nay sẽ hướng dẫn tụi con làm ở lớp 2. Thì cái yêu cầu của lớp 2 là tách màu in lụa. Tức là đây. Đó, thầy có gửi cho con lên cái drive rồi tụi con lên đó và lấy về coi nha, đúng không? Thì đại khái là in màu in lụa, cụ thể là in áo thun. Đây người ta cho hai file nhưng mà có thể con làm file này. Rồi con không thích thì cái đứa làm chuột Mickey hay gì đó tùy, hiểu không con? Hiểu không? Quan trọng là con biết cách tích tách màu để in lụa, đúng chưa? Thì nhìn chung nó là như vậy. À. Để tách màu in lụa thì con phải hiểu cái quy tắc là gì, cái chỗ nào mà màu nào mà in nó lại cho màu đen, màu nào không in là chuyển về hết màu gì, màu trắng vậy thôi. Thì bắt đầu làm nè ha, thì trong cái con cọp này nè, cái logo Beetiger á thì nó có là ba màu đúng không con, màu cam là màu xanh đậm, màu xanh nhạt nè, đúng không đó. Thì xanh đột chuối á, xanh dương rồi đó đúng không, với lại một cái màu trắng nữa, cho nên ở đây là ta xuất bốn mặt bo, còn đây là phay gốc, hiểu không con? Cuối cùng con xuất ra bốn màu thì con nói tóm lại là nói ngắn gọn đó thì nó ra thế này. Cái này là màu trắng nè, lót ở dưới á, hiểu không con? Nó kéo màu trắng á ha, tức là trong con cọp nhìn kỹ thấy màu trắng không, thì nó vẽ một cái vòng tròn màu trắng, nó lót ở dưới tô màu trắng. Còn những cái màu đè lên nè, những cái màu đè lên nè là cái màu xanh xanh đậm nè, rồi cái màu xanh nhạt nè, cái này xanh nhạt, cái này xanh đậm nè, cái này màu cam nè, thấy không, hiểu không ta? Vậy là có tóm lại cái phớt cái file mà con nộp cho thầy sẽ là cái file cuối cùng là file này nè, nó gồm 5 mạt bo. Mạt bo nhất là file gốc, là file cọp. Mạt bo thứ hai là cái màu trắng, cái thứ ba là màu xanh nhạt, và màu cam cuối cùng là màu xanh xanh đậm, xanh dương xanh đậm đúng không, xanh rêu á, xanh rêu á đúng không con, hiểu không ta? Hiểu mấy đứa? Tuy nhiên là để cho nó kỹ lưỡng xíu thì mấy đứa là cố gắng là chú thích dưới đây nè ha, chú thích dưới đây nè, cái này phải gốc ha, rồi cái này là cái logo người ta gọi là tray ở trong Illustrator, nhìn thấy nó bể bể không, đúng không? Này trắng nè, thấy không, lót màu trắng nè ha, hiểu không ta? Rồi giờ thầy demo cho con làm nha, cho con coi nha. Để làm cái điều đó thì đầu tiên theo thầy thì con lên cái trang này nè, cái trang Sheet Logo nè. Cái trang này là một cái trang nó up những cái thương hiệu lớn lên đây mà với vector luôn á, con muốn lấy vector lên đây là tuyệt vời. Thì nói ví dụ như là bia 33 đúng không? Đây. Đó. Đó logo nè, thấy không, có rất là nhiều ha. Logo, thêm chữ logo vô đi. Đó. Đó thì con thấy là có rất là nhiều cái logo. À, của mình là Tiger đúng không? Thấy ba ba dễ đây uống ha. Bỏ à. Tiger nè. Thấy rõ ràng là rất đẹp đúng không? Thì con download về ha. Con lấy con download về đó, con chọn nó download ở đây nè, file AI là nó format AI rồi, thấy không? Hiểu không con? Rồi chúng download thử ha. Bây giờ thầy sẽ được chưa? Bây giờ thầy sẽ đi, đi, đi mở AI lên này, mở cái file lên thầy tách nha. Rồi đây. Đây là cái logo mà thầy đã lấy từ cái trang đó về, đúng không con? Nha. Thì nói lại là nếu con không tách cái file cọp thì con thấy tách file khác được không? Được không? Được, các bạn làm con chuột Mickey gì đó, hiểu không? 5-7 màu rồi đó, tôi hiểu không ta? Chứ không phải chỉ in trên áo thun là cái bài nó thun mà. Chứ không phải in áo thun là bắt bắt buộc tụi con phải làm đúng cái hình này, có thể làm hình khác được mà. Đứa hiểu không vậy? Rồi, ý là vậy nha. Rồi bây giờ mình trở lại Illustrator để mình làm ha. Thì cái bài này thầy sẽ nới rộng giấy ra xíu, nới rộng artboard ra, chắc dùng giấy A4 đi ha, dùng artboard này giấy A4 ha, đúng không, cho nó dễ chịu ha, hiểu không con? Rồi nhìn nè, mình sẽ đi làm đầu tiên là đây là cái artboard này là gốc đúng không con, file này là phải gốc nha, thì thầy sẽ đặt tên này là gốc đi đúng không?
đó thì con thấy nha. Tất nhiên mình cần nhiều cái acbo đúng không, thì cái acbo gốc này thầy sẽ copy ha, cần c đúng không, thầy sẽ tạo một cái acbo mới đúng không. Trên cái acbo mới này thầy sẽ bắt vô thôi, bắt vô đấy, thì nó nằm trên là bo là bo số 3 đó, đúng không? Đó là, đây nè đúng chưa. Rồi thì cái bo số 3 này là cái bo mà mình sẽ chuyển sang cái màu cam, màu xanh, màu gì đó tùy. Ở đây thầy sẽ đi làm như đã phân tích từ đầu là sẽ làm nhiều cái bo đúng không, cụ thể là cam nè. Rồi thầy sẽ copy một cái bo nữa bằng cách nào, bằng cách là thầy vô công cụ ship ô nè, ha, ship ô nè con nha. Thầy sẽ giữ anh đúng không, copy nó đúng chưa. Rồi đúng chưa, đầu tiên nghe thầy nói nè, đầu tiên cái acbo gốc này nè thì phải lock nó lại ha, thầy sẽ lock nó lại, lock trên layer nha, được chưa, không ai đụng chạm gì được nó nha. Sau đó thì sẽ tạo một cái layer mới đúng nè đó, nhưng mà do là lock lại rồi cái này nó nằm trên layer một, bây giờ thì cắt nha ba con nha, cần ít cắt bỏ ha, cần ít cắt bỏ đúng chưa. Thầy sẽ lốc cái này lại tạo một cái mới là để sử đặt cái cam đi ha, được chưa, cam đó thì bắt tại chỗ cần lên ship v đúng không con, đúng không, em thấy cam nè. À, chúng mình sẽ tách màu cam nằm lớp đó đúng không, tuy nhiên là qua cái bo bên đây mình hồi nãy mình đã lốc nó rồi, phải mở này ra để dễ hiểu á. Thì thầy sẽ nhấn cần trên ít cắt bỏ đúng chưa, thầy sẽ tạo một layer mới nữa con nha, layer gốc còn vậy còn rồi đúng không, layer mới nha, thầy đặt tên là ví dụ như cam rồi nó có màu gì nữa ta, xanh nữa, nó có hai màu xanh hay một màu vậy, hay là màu vàng đúng không, có màu vàng đúng không. Rồi thầy bát vô đây con, vô đi tụi con đó, chứ mình tách sao ra được màu vàng đúng không. Và cái cuối cùng ở chỗ này nha, thầy sẽ tách nó lên một cái layer nữa, đó là màu gì ta, xanh gì con, xanh rêu đúng không, xanh dương đậm á ha, đây có một xanh thôi, đây mình để xanh là được rồi nha, nên ship về bát vô nha con. Rồi và cuối cùng nếu cần thì con làm là một cái màu trắng đúng không, ha, edit bắt in lay đúng không, mặc đồ trắng thì tạo một cái layer mới nữa nha đúng không, đứng đây tạo một cái layer mới, đặt tên là hoàng trắng đúng không đó. Rồi đó được ha. Rồi bây giờ mình tách nè, muốn tách nào trước tách đó. Thì theo quy trình thì làm đúng quy trình như sao ha, ở đây là file gốc mình không 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 đụng chạm gì tới á, F7 mở layer lên đi đúng không, trên layer này mình sẽ đi khóa cái gốc lại đúng không con, này gốc ha, trước khi khóa thì chắc mình đánh vô là cái gốc đúng không, mình đánh đi file gốc đúng không, để chi để người ta nhìn là người ta so sánh hiểu không đó, người ta đối chiếu người có cái tư liệu cái thông tin đối chiếu để to to chút dễ thấy đường hiểu không con. Rồi bây giờ qua bên đây thì bây giờ mình sẽ đi tách màu gì trước tùy con, bài tách màu lụa đơn giản thôi, mình tách màu thôi mà có gì đâu phải không nè, tuy nhiên cũng cần động tác xíu nha. Rồi vậy cái file gốc này rồi thì khóa lại được chưa đúng không, đúng không, cái gốc này à khá là không đụng chạm được, nhưng mà qua đây đụng được rồi đúng không, đúng không, bên đây đụng được luôn có chuyện á,
nhưng trước khi làm thì thầy không muốn đụng chạm tới máy này, nên thầy chọn hết máy này nè. Thầy chọn chức năng gì con? Lock đúng không? Khóa lại rồi đúng không? Khóa lại rồi ha. Đầu tiên thì có lẽ là chắc thầy phải vẽ một cái bon trồng màu nữa đúng không? Mình thiếu cái đó thì nó nguy hiểm ha, thì thầy vẽ chỉ cho con vẽ bon trồng màu này. Bon trồng màu thường cái thước là 5 mm, thì con gõ lít vô gõ 5 nha. Nhưng mà do máy thầy đơn vị là fix gì? Fix cell khoan vẽ là cancel cái trên R mở ruler lên. Lít phải chọn mm này cũng biết hết rồi đúng không? Rồi cái này cho 5 mm nha. Rồi. Tròn 5 mm đúng không? Thầy nhấn chữ D về trắng đen, nhấn dấu xiệt để bỏ cái màu tô, còn không biết phím tắt là lít từ đây, đúng không? Hiểu không ta? Rồi xong. Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái đường đường thẳng đúng không, để làm cái bon á. Thì cái đường thẳng nó thường cái thước nó là 12 ha. Góc là 0 để nằm ngang nè. Thì copy thêm đường nữa đúng không con? Internet copy đường nữa ha. Thì xoay nó. Xoay nó giữ phím shift xoay cho đều phải không? Rồi chọn hết nó và vô align cho nó nằm giữa luôn con. Ha. Đây. Được không? Rút nguyên đóng lại luôn, control gì con? Rồi đến g, rồi đến trừ cho nhỏ bớt coi. Rồi đặt đây cũng được. Với internet copy qua đây đường cặp rồi đó đúng không? Rồi giờ nghe nói chọn cặp này về đem dưới luôn. Rồi bốn cái này giữ ship rút lại cái đại control gì con, rồi đến g, rồi giờ cho nó vô giữa trang giấy nè, lít chọn nó một cái, lít vô đây một cái, lít đây một cái, giữa trang giấy chắc luôn, còn nguyên cái logo này cũng vậy nè đúng không, rồi control g rút lại một cái, vô đây một cái, vô đây một cái, giữa đúng không? Lẽ ra mình làm cái này xong bắt đầu mình mới copy ra đây hiểu không? Hồi nãy mình copy sớm thì bây giờ chịu khó đi người ơi, đe le te nó thôi đúng không, cần trên trừ đúng không, thì cũng thao tác thôi mà có gì đâu đúng nè, chuyện nhỏ đó với người thiết kế phải không con, đúng không? Bây giờ mình unlock ra luôn, hồi nãy mình khóa đó đâu đụng chạm nó được đâu, hiểu không con? Bây giờ mình làm lại xíu có gì đó là ok xíu mà làm dữ ok, rồi chọn hạt bo đúng không, có sai mới nhớ chứ. Rồi với anh nói copy nè, à với anh tôi copy nè đúng con, với anh nói copy nè ha, lỡ có dư xóa mấy hồi đó đó là làm thì không điếm luôn à. Ok rồi, rồi cái file gốc này đúng không con, cái gì vậy nó di chuyển đi tại là công cụ đó đúng không, rồi nhìn nè. À, phải gốc rồi mình khóa ngon rồi ha. Thì qua đây đúng không con? Giờ tách như thế nào đây? Thì đây mình đặt cái tên để cho nó cái này là credit cắt bỏ nha. Đây là mình đang tách cam đúng không? Thì nhấn credit shift V đúng không? Để đặt cái tên là cam nha. Tụi con cũng vậy, cái thông tin con phải là đánh là thí dụ như xuất con màu màu cam đúng không? Rồi mình làm màu cam trước nha. Thì để xuất cái màu cam thì phải làm thế nào thì mời cả nhà coi nha. Hiểu không con? Mời cả nhà coi nè. Rồi giống như nãy á, ta nên khóa toàn bộ lại đúng không bạn? Đúng không? Bằng cách nhấn cửa trên số 2 cho nhanh nha. Rồi, tức là không đụng chạm tới nó chứ không, nó còn khóa là nó mệt lắm á, đúng không? Dính liếu lắm á. Rồi nhìn nè con. Thì đầu tiên con lấy một cái công cụ chọn bất kỳ ha, con chọn vô cái màu cam này. Con muốn chọn hết màu cam còn lại có phải select similar để xem không? Giống cái đũa thần rồi đó, hiểu không? Xem fill nghĩa là nó sẽ chọn hết màu cam phải không? Thì quy tắc là cái nào in này mình cho màu gì con? Màu đen. À nó kéo lụa qua đó màu đen đúng không? Thì nó sẽ làm đục thủng cái lỗ cái bảng in đó, đục thủng vô đó thì khi mực nó chảy qua đó, nó chảy vô màu đen thôi, hiểu không ta? Khi nó nắm nó gạt bữa đó nhớ không, đúng không, thì nó vô chỗ đen thôi, còn làm cái nào đó là chuyện của nghề người ta đúng không. Rồi bây giờ tiếp tục nè, mình nói cái chỗ xuất này đã. Rồi bây giờ sau khi con đã tách được màu đen rồi, nó dính này, cái đen vét phục hồi lại. Hồi nãy thầy cho mình chưa có khóa này đúng không con, phải khóa lại control số 2 rồi làm lại thôi nhanh mà đúng không. Đó, khóa thiếu thì nó ảnh hưởng bài gốc đúng không, select xem fill đúng không, chuyển lại màu gì cả nhà, màu đen. Tuy nhiên những cái gì không in ra là mình phải cho màu gì con, màu trắng, hiểu không ta?
những cái gì không in ra mà nó cho màu trắng thì mình phải vào select chọn gì, invert đúng không, con chữ gì đây nó mới hiểu nè, select nè, invert là thấy không ra, yeah. Rồi những cái gì rồi, rồi sao dính líu nhiều vậy, ở dưới nếu gì vậy, ok rồi mấy đứa nhìn nè, chọn màu đen đúng không, select xem fill rồi giờ nghe thầy nói nè, giờ thầy nghịch đảo đi coi nó dính líu ai vậy, invert đúng không, đâu dính líu ai đâu, phải không con, rồi thì giờ mình cho màu gì con, màu trắng nè, có nhìn nè, thì có nhìn vô cái phim chỗ này á đúng không, rõ ràng cái chỗ nào màu cam á, con để ý so với gốc nè, con thấy chỗ nào màu cam á rõ ràng là nhìn nó màu gì, đang hiểu không ta, khi người ta cái bản người ta kéo ra rồi kéo cái lần hai nó chồng màu khác lên, hiểu không ta, đó là nhiệm vụ mình làm vậy, tương tự qua đây con hiểu chưa, hiểu phải hiểu mà đúng không, tuy nhiên thầy là lười đánh chữ quá thầy chọn này kinh trên gì con, C đúng không, còn C rồi giờ nghe nói nè, mình làm tới đây thì nghe nói là làm tới đây xong thì nguyên cái đống này á mình nhấn credit cắt bỏ luôn mà lên màu cam này nè, mình bát vô vậy là nó rất là hợp lý luôn rồi đúng tụi con, xong mình khóa layer lại luôn đúng tụi con, phải cắt để lên mỗi cái layer cam nè, để mình tách như vậy nó dễ rồi thấy không, hiểu không, dễ quản lý hiểu không con, rồi những cái khác là tính sao đây. Dạ bây giờ cái này mình định cắt cái này cần chắc là nãy mình dùng lock á, giờ mới unlock cái nè đúng không, rồi giờ nghe nói nè, cái này là mình sẽ cắt toàn bộ lên đâu đây, lên gì con, vàng đi ha, rồi mình nhấn pass inlay đúng không, thì nó nằm ở chỗ đó thôi, không ảnh hưởng gì hết, mình khóa những khác lại, không quan tâm những khác đúng không, chỉ quan tâm nó thôi, hiểu không con, rồi còn cái này nó khóa chưa, nếu chưa thì mình cũng khóa luôn, khóa bằng lock phải không, có gì khóa layer được thì khóa, rồi cái này là không đụng chạm nè, không đụng chạm đúng không con, rồi nói chung là cái nào ăn phận cái đó rồi ha, ngon ha, rồi cái này vàng cả nhà ơi, cái này vàng thì có phải là con lấy một cái công cụ bất kỳ đúng không, con chọn thì cái màu vàng, sau đó muốn chọn hết những màu vàng còn lại có phải là xem không, xem đúng không con, fill color đã chuẩn quá chuẩn đúng không, lúc mình mới fill màu gì con, màu đen, những cái còn lại không fill thì mình sẽ đào select chọn gì con, invert đúng không, đôi khi là invert không hiểu nè, đó trở lại coi select nè, invert đúng không, điên gì đó, rồi nó có invert không vậy, chất work luôn, thì lúc này mình mình sẽ chọn lại một cái công cụ đó, chọn màu đen đi, cái màu đó thì ổn rồi, xem nó lại đi, xem là đi, nó không hiểu đúng không, là nhìn nè con, sau đó giờ select chọn invert đó, để nó chọn những màu ngược lại, những màu ngược lại đó mình sẽ cho màu gì con, màu trắng đúng không, để con nhìn kỹ đi ha, nhìn kỹ so với mẫu nè, con nhìn cái những cái màu ca, màu dạ, màu gì mình đang tách màu gì, màu vàng đúng không, mình đang tách màu vàng đúng không, đây nè con nhìn cái màu vàng này có phải cái viền tròn này không, với lại trong con cọp này, với lại cái viền ở ngoài cái chữ đúng không, thì con coi qua cái bài màu vàng của mình nè, có phải là cái này nãy màu cam nói là giờ tới màu vàng rồi đúng không, có phải này không đúng không, là chính xác rồi đúng không, thì ở đây là vàng đúng không, thì con đánh cái chữ đây là màu gì, xuống màu vàng ha, thầy lười quá thì để vậy ha, con phải làm nha, không làm thì trừ điểm á, rồi vậy có phải cái lớp mà vàng á ổn chưa, nó ổn rồi thì mình sao con, khóa lại đúng rồi, khóa lại đi rồi quản lý cho dễ đúng không, rồi ok, rồi giờ mình tới màu gì đây, cái này do mình lock nó đúng không, thì mình phải vậy anh lock đúng không, ví dụ mình tắt cái này ngay từ đầu thì cũng được ha, cắt đi à. Vậy là nó bị dính líu với cái nào không biết, nhưng mà mình sẽ mở khóa ra rồi thì cho nhanh, credit cắt bỏ, mình sẽ định tách tiếp màu gì đi con, xanh màu xanh đậm ha, đúng không, rồi cần nên ship về cho con, rồi giờ tách thôi, trước khi tách thì thầy sẽ khóa những cái khác lại đúng không, đúng không, đúng không,
Những cái này thì có thể là nó chưa nằm lên layer nè. À, rồi ổn rồi không? Rồi kiểm tra lại coi đó, ổn không? Vậy mình chỉ quan tâm cái thằng này thôi. Vậy vậy mình sẽ tách tiếp màu gì cả nhà. À, vậy thì chọn một công cụ rửa thần, cái công cụ này nè, select xem cho nó cho ăn đúng không? Rồi chọn được rồi đó. Bây giờ mình đổi sang màu gì tụi con? Đúng rồi, cái gì in ra là cho màu đen, nhớ vậy ha. Ngược lại thì mình in gì? In vợt, đúng rồi, là mình cho màu gì cả nhà? Màu trắng, cứ vậy mà tắt đó. Cái bài mình là vậy nha, đúng rồi, đúng chưa? Màu xanh thì nó gồm cho đó thôi. Rồi như nhìn nè, à, 1 2 3 4 màu đúng không? Cuối cùng là màu gì con? Màu trắng. Màu trắng thì không gì khó cả, con vẽ thêm một cái vòng tròn đúng không? Thì mở, tạm thời mở khóa màu trắng ra. Và thầy nó bị dính trên lớp nào đó không biết, thầy cứ chọn hết vậy ha. Thầy nhấn credit cắt bỏ và thầy bát đây nè ha. Đúng không con? Hiểu không con? Và tại cái bo này, mỗi bo trước màu thôi, thầy sẽ vẽ một cái màu dùng màu trắng đây, thì khóa hết mấy anh chàng khác lại an tâm nha, đúng không? Riêng cái chỗ này vẽ một cái bo màu trắng phải vẽ thôi. Có cách nào lấy luôn này được không? Ừ. Giờ vẽ nó tưởng không phải xử lý mà nó đang rút à. Rồi thầy có cách nào thầy anh rút ra đúng không? Thầy muốn vẽ cái vòng tròn màu trắng hiểu không con? Nhưng mà muốn lấy cái này nè. Thì mình làm sao xử lý đây? Thì thầy sẽ vẽ một cái vòng tròn nữa đúng không con? Vẽ một cái vòng tròn. Vẽ cái vòng tròn, muốn vẽ cái vòng tròn nữa thì chọn một cái vòng tròn có thể là nó không chính xác, nằm ở trong thì nó cán lên là được rồi. Nhưng mà mình là muốn lấy cái vòng tròn ở ngoài đó, đúng không con? Phải không? Mình không lấy cái là ngoài á, thì thầy lấy cái vừa vẽ đó, nhấn shift thì chọn với anh này. Đúng không? Thầy nó không hề bị dư bị thiếu gì nha, đúng không? Nó không hề bị dư xíu mà vô bát feeder thì hàng lại đúng không con? Thì cái mà thầy muốn lấy là đúng cái đó phải không? Cái này mình sẽ cho màu gì con? Màu đen. Mình lót một cái màu trắng ở dưới đó, hiểu không? Là cho màu đen á. Sau đó mình cũng in gì? In vợt, in vợt cũng được thì coi lại coi. Đây đúng không? In vợt nó xong cho màu gì con? Màu toàn bộ màu trắng nha. Xong rồi đó. Hiểu không ta? Còn nếu không thì con vẽ một cái vòng tròn bình thường con canh hơi mệt đúng không? Đúng không? Đó, xong. Rồi. Thì cái bài con nộp cho thầy sẽ là cái bài gì? Đó là mấy cái bo 1, 2, 3, 4. Lý do là nó có 3 màu cộng với cái màu màu lót trắng nữa là 4. Hiểu không con? Hiểu không con? Để con nhớ là chú thích trên đây là sức màu cam, sức màu gì đi ra, hiểu không? Hiểu không con? Rồi nha. Rồi thầy dừng cái clip lại đây nha. Đó.